bạn đến với kênh 3T Vlog. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái bệnh viện vào lúc 12 giờ 41 phút vào buổi tối. Và hôm nay mình sẽ đi dạo vòng cái viện này xem thử ở đây có những cái gì đặc biệt. Không khí ở đây khá là mát, tại vì đây là ngoài lan can. Nhưng mà không biết ở trong này sẽ có những cái gì đặc biệt đây. Hiện tại mình đang ở đây thì gió rất lộng, khá là mát. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám phá bệnh viện vào lúc nửa đêm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống cầu thang. Ở đây dường như không có cái gì vui hết. Bây giờ mình phải đi ngược lại, đi ngược lên lại, khám phá xung quanh. Bắt đầu tới. Hiện tại ở đây là tầng 2 này, khá là cao. Xung quanh gió lộng, gió mát. Chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta bắt đầu đến một khu vực tối hơn. Ở đây khá là cao. Và ở đằng kia, không biết trong cái camera này nó có rõ không, nhưng mà ở đằng xa kia đó chính là những cái đường ray tàu, những con tàu đang nằm đó. Và phía dưới kia thì có những cái bác đang giữ giữ tàu. Mình nghĩ thì trong vòng một chút nữa thôi là sẽ có những cái anh, có những con tàu chứ. Mình nghĩ chập nữa thì sẽ có những con tàu đi qua đây. Tại vì hiện tại đây là bệnh viện đường sắt Huế. Đôi khi vào lúc 2-3 giờ sáng thì những con tàu nó bóp qua, làm cho mọi người đây thức giấc. Hiện tại thì mình giống như một con ma đang lơ lửng trong bệnh viện. Đang là mình không phải mình đi tìm ma, mà mình đây mình trở thành ma đi dọa người rồi. Bây giờ thì mình phải vào phòng lại, trở về lại nguyên vẹn. Trở lại phòng. Video của mình sẽ dừng lại ngày này, và mong là các bạn hãy đăng ký kênh của mình để có thể nhận được những cái video tiếp theo.